dự thảo luật giao thông đường bộ 2020 thay thế cho luật 2008 có 10 điểm thay đổi đáng chú ý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đó là những gì. Luật giao thông đường bộ năm 2008 thì quy định là bắt buộc thắt dây an toàn chỉ đối với hàng ghế trước, nhưng dự thảo luật năm 2020 thì quy định là bắt buộc thắt dây an toàn cho tất cả các vị trí ngồi trên xe được trang bị dây an toàn. Khi dự thảo luật 2020 có hiệu lực thì sẽ xóa bỏ bất đồng giữa Nghị định 100 và luật 2008, vì Nghị định 100 đã quy định là tất cả các vị trí trên xe đều phải thắt dây an toàn. Bạn không được vượt qua đèn xanh tại nút giao nếu phía trước đường tắc, bạn có đi vào cũng không thể thoát trước khi phương tiện từ hướng khác được đi. Quy định này giúp tránh việc tắc đường cục bộ tại những nút giao giờ tan tầm như hiện nay. Mỗi lần, tài xế chỉ được chuyển một làn trên cao tốc, chứ không được chuyển từ hai làn trở lên. Nếu bạn muốn đi từ làn ngoài cùng vào làn trong cùng, thì phải chuyển sang làn giữa, ổn định, rồi mới chuyển làn tiếp theo. Người lái xe không được để gây ra tiếng ồn, bụi, khói mà thực tế có thể tránh được. Quy định này sẽ giúp quản lý chặt chẽ hơn những xe hay xả khói như xe buýt, xe máy quá cũ, cũng như các loại xe đậu ống xả để tạo ra tiếng nổ to hơn. Tài xế không được dừng xe hoặc phanh gấp để giảm tốc một cách đột ngột, trừ trường hợp buộc phải làm như vậy để tránh nguy hiểm. Với quy định này, những xe dừng đột ngột vì đi quá điểm đến, đi quá lối rẽ sẽ có chế tài để xử phạt. Dự thảo cấm các phương tiện cơ giới đi song song gây cản trở giao thông đường bộ. Đây là tình trạng hay gặp trên cao tốc khi xe tải, xe khách, xe container thường xuyên dàn hàng ngang, gây khó khăn cho các phương tiện khác. Tài xế phải giảm tốc độ hoặc cần thiết thì dừng lại để nhường đường cho xe buýt, xe chở học sinh ra vào điểm đón trả khách. Dự thảo có thêm bằng lái hạng A0 cấp cho người lái xe máy điện hoặc xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối hoặc công suất động cơ điện không quá 4 kW. Quy định này giúp quản lý chặt nhóm người sử dụng xe nhỏ, xe điện, đặc biệt là học sinh. Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất, hoặc bật ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước hoặc một đèn đỏ phía sau. Quy định này đang gây nhiều tranh cãi về tính hiệu quả. Dừng xe không quá 5 phút thay vì cố định thời gian. Dừng xe là trạng thái đứng yên không quá 5 phút, tài xế không rời khỏi vị trí, trừ trường hợp xuống đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa hay kiểm tra xe. Trong khi đó, đỗ xe là trạng thái đứng yên mà không phải là dừng xe. Như vậy, có thể hiểu, nếu dừng xe quá 5 phút thì sẽ trở thành trạng thái đỗ xe. Chiếc xe của tôi dừng ở dưới kia thì chưa quá 5 phút, và theo như tôi thấy, dự thảo luật giao thông đường bộ 2020 thì đã có nhiều điểm thay đổi tích cực và giúp cho việc tham gia giao thông một cách an toàn, văn minh và thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên thì vẫn có một số điểm chưa thực sự rõ ràng, và hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận.